Operation là một sự thay đổi văn hóa. Mà ở đó đó, những hành động của nhân viên nó được sâu chuỗi và nó tạo ra giá trị trên cái phần công việc của các đồng nghiệp đang thực hiện và ngược lại. Như vậy thì động lực nào thúc đẩy collaboration? Thì theo họ có bốn cái động lực chính cũng như là những nội dung cần thay đổi. Đầu tiên là thay đổi về mặt văn hóa. Ở đây doanh nghiệp chúng ta cần xem nhân viên của mình như là một cái cộng sự, như là một tài sản chiến lược. Cái này chắc tôi không nói nhiều hơn. Cái thứ hai thì cái động lực liên quan tới thay đổi mặt tổ chức. Ở đây chúng ta cần một kết nối sâu rộng hơn. Chẳng những kết nối giữa công ty với công ty trong thành viên, kết nối các bộ phận với nhau, mà chúng ta có thể kết nối với khách hàng, nhà cung cấp thông qua các cổng thông tin. Và động lực thứ ba cũng là thay đổi thứ ba liên quan tới thay đổi mặt quản trị. Ở đây, nhà quản lý muốn đẩy những chính sách, những ngân sách, những kiểm soát xuống các công ty thành viên cũng như các bộ phận và đến các quy trình, các bước quy trình cũng như các tác vụ một cách nhanh hơn để phá vỡ những bức tường, những cái rào cản kết nối. Và cuối cùng, cái động lực và cái thay đổi mang tính chất chiến lược là thay đổi về mặt giải pháp và kỹ thuật. Thì có thể là giải pháp collaboration nó có thể giúp các anh chị kết nối ba cái yếu tố về văn hóa cũng như tổ chức và về mặt quản trị. Thì tôi lấy một ví dụ về mặt kết nối. Như các anh chị đã biết á, thì trước đây khi mà các anh chị làm việc trong cái tương quan với nhà cung cấp á, thì cái giai đoạn đầu của tương tác là chúng ta cứ dựa trên hợp đồng thôi. Hợp đồng giao về vật tư, nguyên phụ liệu, cứ chiếu theo hợp đồng mà làm. Và nếu như có những cái vấn đề thì cũng chiếu theo hợp đồng mà làm. Và sau này á, thì giữa doanh nghiệp với lại nhà cung cấp á, có một sự kết nối dịch vụ đa dạng hơn. Nhà cung cấp mong muốn giao hàng gấp hơn theo yêu cầu của doanh nghiệp. Hoặc là doanh nghiệp có thể yêu cầu nhà cung cấp xử lý những cái vật tư nguyên phụ liệu trước khi mà đem đến cho doanh nghiệp. Và như vậy doanh nghiệp chỉ cần nhận vật tư và đưa vào trong quá trình sản xuất. Thông qua các sự đa dạng về mặt dịch vụ. Thì bước xa hơn nữa đó, thì collaboration đã nâng lên cái mức là chia sẻ những kế hoạch kinh doanh tổng hợp mà doanh nghiệp của anh chị có thể là cập nhật cho nhà cung cấp biết là kế hoạch kinh doanh trong 6 tháng hoặc theo quý. Những cái ngành hàng nào các anh chị dự định tung ra thị trường hoặc sản xuất. Thì dựa vào thông tin đó, nhà cung cấp sẽ biết được kế hoạch về vật tư và họ có thể chuẩn bị. Và cái khái niệm just in time nó đã ra đời. Và xa hơn nữa, có một số tập đoàn, đặc biệt là những tập đoàn nước ngoài Việt Nam á, thì cái collaboration nó sâu rộng hơn là nhà cung cấp có thể gửi vật tư nguyên phụ liệu đến cho doanh nghiệp và doanh nghiệp chỉ thanh toán khi mà doanh nghiệp sử dụng cái vật tư nguyên phụ liệu. Tuy nhiên với sự hỗ trợ những công nghệ collaboration và hệ thống ERP trên nền tảng của cái mạng xã hội. Như vậy á, thì collaboration ở mức độ cao nhất á, là nó dựa vào trong nền tảng là mức độ tin tưởng lẫn nhau.